Người Hà Nội trúng số 112 tỷ đồng đeo mặt nạ nhận tiền thưởng. Chiều ngày 31 tháng 5, đơn vị phát hành đã trao giải độc đắc trị giá 112 tỷ đồng cho người chơi may mắn trong kỳ quay thứ 132 của giải xổ số tự chọn. Tấm vé trúng độc đắc 112 tỷ đồng đã được ông TDL mua tại điểm bán hàng có địa chỉ số 253 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội và được chi nhánh Hải Phòng của đơn vị phát hành xác nhận hợp lệ. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, ông TDL đã được nhận khoản lĩnh thưởng 101.230.737.100 đồng qua hình thức chuyển khoản. Khoản tiền hơn 11 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân trên sẽ được nộp vào ngân sách thành phố Hà Nội. Sau khi nhận tiền thưởng, ông TDL đã làm từ thiện vào 4 quỹ với tổng số tiền từ thiện lên tới 400 triệu đồng. Như vậy là tấm vé số trúng độc đắc 38 tỷ đồng từ kỳ quay 122 ngày 30 tháng 4 vẫn chưa có người tới lãnh. Trong 30 ngày tới, giải độc đắc 38 tỷ đồng vẫn tiếp tục không có người nhận, sẽ được chuyển thành khoản doanh thu khác của Vietlott. Đơn vị vẫn tiếp tục đóng đầy đủ thuế cho các khoản thu nhập này. Theo xác định trên hệ thống, tấm vé trúng gần 38 tỷ đồng được phát hành tại một điểm bán hàng trên đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh chiều 28 tháng 4. Cặp vợ chồng ghi lô đề kiếm 450 triệu đồng mỗi ngày. Nguyên và vợ lập một đường dây ghi lô đề, nhận chuyển bản đề từ các chân rết gửi về và thu lợi từ 350 đến 450 triệu đồng mỗi ngày. Ngày 30 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê duyệt quyết định khởi tố bị can, tạm giam 6 trong 7 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Các bị can gồm cặp vợ chồng Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Kim Nguyên 54 tuổi, Lê Thùy Nguyệt được tại ngoại, Nguyễn Văn Hải, Bùi Thị Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Nhàn. Trước đó, ngày 19 tháng 5, Cục Cảnh sát Hình sự C45, Bộ Công an bắt quả tang vợ chồng Liên Nguyên và Nguyệt giúp việc đang nhận và phân chia các bản lô đề từ các chân rết phát về. Cảnh sát thu giữ tại chỗ 123 bản phơi ghi lô đề viết tay và bản phát, 5 quyển sổ ghi các số lô đề, 6 máy phát, 80 triệu đồng, hơn 4.000 USD, 2 sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 530 triệu đồng. Qua khai thác nhanh, C45 đồng loạt tổ chức bắt giữ Hải, Nghĩa, Hồng, Thành là những chân rết trong đường dây này. Riêng Nguyệt mới được thuê về để nhận phát cho vợ chồng Liên Nguyên 3 ngày trước nên được tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo nhà chức trách, vợ chồng Liên Nguyên đã hoạt động trong đường dây lô đề này một thời gian dài. Hàng ngày, cặp vợ chồng này thu lợi bất chính từ 350 đến 450 triệu đồng. C45 đang làm rõ số con bạc ở nhiều tỉnh thành tham gia đường dây này.